cái này á, là một cặp bữa hổm thì mình để giống rồi các bạn, mình cố tình để một cặp như thế này để mình trồng coi sang năm nó có ra trái dính cặp giống vậy không ha. Ừ. Với lại có người nói thôi, nếu mà mình ăn trái phụ nữ mà ăn cặp gì đó các bạn sẽ sanh ra sanh đôi. À, ai mà muốn có sanh đôi thì quan liên hệ với hai vợ chồng mình không? Để cho Su để ăn sanh đôi nha các bạn. Ok, hello em, bữa nay làm gì đây? Hello, xin chào các bạn. Hôm nay á, trời nắng quá, mình đi ra xăm vườn của mình coi có gì để hái không các bạn. Và mình muốn phê với các bạn, đây là cái rổ cà chua mà bữa hồi tuần rồi mình hái đó, mà nó xanh lè xanh lét các bạn nhớ không? Hôm nay nó chín mọng vậy nè, đã chưa? Mình chỉ để ở bên ngoài thôi, mình không bỏ tủ lạnh, mà nó chín vậy đó. Wow, hồi tuần trước anh thấy nó xanh lè à? Mình nghĩ là sẽ không chín, ảnh nói là để nó bên chua đó các bạn, nhưng mà giờ nó chín nó ngon ghê không? Nhìn nó mọng chứ không phải là chín héo đâu nha. Chín đỏ mọng luôn, cũng như môi của phụ nữ đẹp vậy các bạn. Mọng tươi không? Các bạn, đỏ ghê không? Thì bây giờ mình mời các bạn xem đi theo chân mình ra vườn có gì để hái không nha các bạn. Ok, vậy mình hái cái gì trước đây? Bữa nay thì nói chung lạnh rồi, nó cũng không còn nhiều đồ để hái. Chỉ có một ít trái su ha. Tại vì su nó chịu lạnh được không? Dạ, cho nên nó vẫn còn trái nha các bạn. Bây giờ đó là cuối mùa thu rồi mà vẫn còn su ha, nè các bạn. Wow. Mình thấy cái này ha. Rất là tươi và ngon, dễ sợ luôn á. Trái thứ nhất hình như anh thấy dáo này nó có cái trắng trắng hả? Trắng trắng nè các bạn. Cho nên các bạn có hỏi là tại sao su của mình nó đậm quá. Theo mình nghĩ là tại vì nó bị che nắng á các bạn, cho nên cái chỗ này nó bị có chỗ nắng nó xuống á, cho nên nó trắng này không, còn mấy chỗ này nó che hay sao nó bị đậm hơn không. Nhưng mà cũng có nhiều bạn nói là su nó có hai loại các bạn, một cái màu trắng và một cái màu xanh. Mình cũng không rõ lắm nữa, nhưng mình biết cái của mình á là cái loại màu xanh này ăn rất là ngon nha các bạn. Xanh đậm hơn, lông nhiều càng ngon không? Giòn nữa. Còn đây là những cái trái su mà mình để giấu nè các bạn. Mình nghĩ chắc là từ sau mình hái vào là được rồi. Đó. Qua trời bự luôn coi nè, bằng bàn tay luôn. Nhiều bạn có nói mình muốn xin su giống của mình, nhưng mà nó bự như thế này nè, mà mấy bạn ở xa quá mà mình không biết là mình gửi đi nó có bị hư không nữa. Nhưng mà cũng không biết là mình gửi nguyên trái này cái như qua bên Mỹ đâu á, không biết được không nữa. Dạ, tại vì su này không phải trồng bằng cái hộp, mà mình trồng nguyên cái trái như thế này nè các bạn, chứ không phải mình lấy hộp ra ha. Phải trồng nguyên cái trái như thế này. Tại vì khi mình qua bên cái nước thứ hai ha, là cái nước khác á các bạn, thì mình phải tuân thủ theo cái luật lệ đó, mình phải tìm hiểu rõ ràng. Dạ, trước khi mình không biết gửi nó cho để mình hỏi thử coi ha. Nè. Ngon các bạn. Còn đây trái nó đang sao. Cái này á là một cặp bữa hổm thì mình để giống rồi các bạn, mình cố tình để một cặp như thế này để mình trồng coi sang năm nó có ra trái dính cặp giống vậy không ha. Với lại có người nói thôi, nếu mà mình ăn trái phụ nữ mà ăn cặp gì đó các bạn sẽ sanh ra sanh đôi. Rồi. Ai mà muốn có sanh đôi thì quan liên hệ với hai vợ chồng mình không? Để cho su thì ăn sanh đôi nha các bạn. Nè, ở đây nó làm sao đây? Nè, đây nữa nè. Hái luôn ha. Hồi nhỏ nhỏ nhưng mình hái luôn. Ở ngoài đó còn không? Ở ngoài đây còn nhỏ nhỏ thôi nè các bạn, vẫn còn trái nhỏ nhỏ nha. Nè. Anh nghĩ còn hái một lần nữa. Nè. Nè trên đây nè, nhất là trên nóc nhà của mình nè các bạn, nóc nhà cái nhà kho nè. Đó, thấy không? Đùm đùm ở trên đó đó. Để anh ra đây anh quay gì không? Đây các bạn. Đó, cũng có rất là nhiều trái trên đây không? Ở đây nữa nè. Ở đó cũng nhiều nữa, phải không? Ở đó này nó thành lôi nhô lốc nhóc ở trên này nè. Còn trái này em? Trái đó để làm giống mà, ba trái đó tại số người sinh đó. Thì mình để thêm ba trái đặng cho mấy người đó. Nè đó bạn. Hái luôn ha. Wow. Coi nè, anh thấy nó lo nho nốc nhóc trên này không? Ở quá trên. Trời luôn á. Em nghĩ chắc còn hái đợt nữa. Còn nhiều trái nhỏ nhỏ lắm các bạn. Các bạn lên nè không? Đây nè. Đây nữa nè, lo nho nốc nhóc luôn á. Quá chừng luôn. Có một dây mà sao nó tốt năm nay. Trời mát á, nó bắt đầu nó ra nhiều nữa.
À. Nhiều bạn có hỏi là muốn mình chỉ cái cách ươm cái cây giống của cái trái su này nữa các bạn. Để chờ khi mình hái những cái trái giống của mình đó, là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm những ươm những cây con ha. Ừ. À. Wow, mấy trái bầu này nó còn trái nhiều quá ha. Nên mình cắt dây không xã? Chắc để vậy luôn đi. Mình định cắt dây cho nó chết đó các bạn, nhưng mà thấy nó ra trái quá trừng, nhưng mình biết là nó sẽ không có lớn đâu. Nó lớn chút xíu nữa mình đem vô mình luộc ăn cũng được. Nhưng mà mình thấy ổn quá cho nên thôi mình không có wow. Không có hái nó. Các vô, bạn coi cái trái giống nè các bạn. Quá wow, trời nó to luôn. Bởi vậy quá trời bự luôn. Phải là phải không? Còn trái nhỏ thôi các bạn ơi. Lần sau mình hái được một lần nữa ha. Wow. Wow, cái nồi của mình à. Cái nồi là loại dúng dúng đó các bạn, mà loại mềm đó. Nè, hôm nay nó thành cái nồi nè. Cái nồi thôi, nó không... em nghĩ nó còn chịu được cái mùa lạnh đó, cho nên mình nghĩ mốt ăn được á. À, tại vì lúc này nó cũng có nắng xuống đây chút xíu rồi, các bạn nó lên ha. Dạ. Đây ha, đây cũng được. Cái nồi nữa nè. Cái nồi này mình là kêu cái nồi thế kỷ. Tại vì trồng lâu quá rồi nó mới được ba lớn nhưng mà tại vì cái tại ông xã mình nè cứ tiết đất rồi cứ trồng đại dưới đây nó không có đủ nắng nữa các bạn. Chứ cái cải nồi này cải loại mềm đó các bạn. Cho nên mà có nắng đầy đủ nó rất là mau lớn hơn. Dạ. Nhưng mà mình nghĩ mai mốt mà cái bầu với xu nó chết thì nó sẽ lớn hơn thôi. Ừ. Lớn rồi thấy không? Cũng đẹp rồi. Mình qua đây mà bữa nay nè mình hái được nhiêu xu rồi nè. Đó. À, đây là mấy cái cây măng tre nè các bạn. Măng tây. Măng tây. Mình nghĩ chắc là một cuối mùa đông chắc mình phải cắt nó luôn sao? Ừ. Mình qua đây để hái một ít cây xà lách của không còn các bạn. Mình hái hết luôn hay sao? Hái hết luôn bữa nay tại vì lạnh rồi. Đây là củ cải, chắc không có củ để mình nhổ thử nha. Trời ơi. Lấy cái củ không các bạn? Cái cải này hồi đó mình trồng cái nó còn bông nó lên hoài các bạn. Coi nè, củ cải nè. Nó chắc đủ gia đình mình ăn nhét kẻ răng. Hồi đó mình trồng nó to to hơn chút xíu, nấu nó canh ngọt ăn cũng à. Ngon, cũng ngọt lắm. Nhưng mà nó cái cây nó lớn lên bự quá, nó choáng chỗ cho nên mình không thích trồng nữa. Ừ, nó bự lắm. Nhưng mà nó còn sót bông mà nó lên hoài à. Mấy năm rồi mà nó vẫn còn lên. Tại vì nó, em nghĩ chắc hộp anh ơi, nó có bông á. Ok, để anh vô ha. Cái này là còn mấy cây xà lách của hổm mình hái mình để lại đó các bạn. Hôm nay mình hái hết luôn ha. Tại vì lạnh rồi bắt đầu nè. Các bạn thấy không? Lạnh là lá bắt đầu nó vậy nè. Ừ. Nó bị giống như bị... Nó bị trái vậy các bạn. Nó lạnh đó. Chỉ có lúc này chỉ có xà lách rồi nó chịu được cái lạnh thôi. Tại vì ban ngày bây giờ thì vẫn ấm các bạn, chắc cũng khoảng độ 15 độ ha. Nhưng mà khi đêm xuống đó thì nó cũng còn có 8-9 độ rồi lạnh lắm. Ồ, rau má nè anh. Rau má tây nè. Hôm bữa mình có trồng mát không á. Ừ. Cái này hồi đó mình trồng cũng bọn rồi các bạn. Nó lên rất là mạnh mẽ không? Mà ăn không ngon. Ăn không ngon cho nên mình nhổ nó, mình tiêu diệt nó. Nhưng mà tiêu diệt nó vẫn còn sống. Tại vì nó mạnh quá. Nó còn sống rồi thấy không? À. Nó rất là mạnh. Tại vì mai mốt chắc mình xin má mình mít rau má ở Việt Nam anh. Mình trồng nhưng cái đó thì chắc phải trồng ở trong cái nhà kính. Hoặc là mình phải mùa này chắc phải đem vô trong á. Tại đó nó bị hư á. Còn cây cải trắng bên kia nữa kìa. Chắc nhổ luôn á. Ừ. Ok, vậy năm này là cải xà lách hết luôn rồi đó. Xong rồi, nè các bạn. Đó. Bây giờ thì mình lấy lá nè, mình để đây mình làm phân luôn các bạn. Rồi các bạn, mùa này chỗ này trống á, cho nên mình cứ nhổ cái gì, mình lá gì mình bỏ lên đây hết. Cho mình làm phân ha. Phân hữu cơ. Ờ, còn cây cải trắng cuối cùng sao ơi. Vâng. Đây. Đó. Các bạn. Đó, cuối cùng ha. Cây quá to không? Thấy chưa? Nó đứng một mình cái nó mập lắm các bạn. Ờ, cái nè. Hay ha không? Tại hổng mình hái hơi sớm không? Ờ. Ừ. Cho nên con người cũng vậy, nó ở độc thân một mình chắc nó bự vậy luôn á. Dám đâu, anh ở không độc thân anh cũng bự vậy. Hay là chắc nó ngược lại các bạn. Ở độc thân không ai nuôi ra nó ốm các bạn ơi. Thôi mình để mình trên ra ngoài đã. Ok, giờ mình hái cải lạng không? Ừ, cải lạng này hôm nay nó trời mát mát, nó cứ lên suốt vậy các bạn, mà non lắm. Mà đặc biệt nó lạnh, nó non ghê lắm. Còn lúc mà mấy bữa mà nắng quá mùa hè nó thì nó không có non lắm bằng hôm nay nha các bạn. Nè,
lúc này mà vẫn còn ăn được á các bạn, cho nên mà còn ăn rất là dài, có thể qua gần tới tháng 12 luôn á các bạn. Ngoại trừ trời nó không có trừ âm á các bạn, là mà nó vẫn lên. Như không độ luôn mà nó vẫn lên được. Dạ, khi nào mà tiết á, thí dụ nó có tiết xuống á, mà mình ra cái mình cào xuống á các bạn. Đừng có cho nó phủ lên thì nó vẫn sống ha. Chứ mà nó, mình để nó phủ qua một đêm có nghĩa là nó chết rồi, nó lạnh quá, nó không chịu nổi đó. Cho nên trồng cái này rất là tiện lợi ha, cứ trồng rồi cứ ăn. Dạ, trồng ăn một lần cứ ăn miết. Ồ đúng các bạn ơi. Nói chung năm nào gia đình mình cũng trồng một vườn như thế này để ăn vào tới hết mùa thu luôn các bạn, tới đầu đông luôn á. Ở bên kia mình cũng trồng có hai hàng nhưng mà nó không có tốt như ở ngoài, tại vì nó bị không có nắng. Che nắng hết rồi. Đặc biệt là ba cái xà lách xong hôm nay lại lạnh nó tốt ghê nè ông ta. Để anh lại anh quay ha. Em nghĩ là tuần sau mình hái xà lách xong là ok. Đây các bạn. Mặc dù không nhiều lắm các bạn nhưng mà có thể ăn được đủ một bữa ăn cho gia đình ha. Nhưng bây giờ nó bắt đầu nó lên rất là mau không? Rất là tươi luôn á. Hồi mùa hè mà trồng nó mau già lắm, nhưng mà bây giờ thì nó càng lên nó càng tươi. Các bạn nó chịu cái lạnh đó ha. Đây là cái vườn của mình vào thời buổi lúc này ha. Vào cuối tháng 10 á các bạn. Dạ. Trời bữa nay hồi sáng thì âm u, bây giờ bắt đầu ra cái nó trời nắng lại là các bạn. Mới nắng lên nè. Nhưng mà tuần sau bắt đầu mưa rồi đó ông trời ơi. Nè. Thấy hai vợ chồng ra cái là nó tươi vui lên liền. Nè các bạn, mình xem được mớ rau cải lại ha. Bây giờ mình vô nhà kính mình để mình hái một ít rau còn sót lại đó. Xong mình bắt đầu mình ủ đông cho nắng nha các bạn. Đây cái nhà kính tí hon của mình đây. Rất là chật chội các bạn, tận dụng mọi cái diện tích không. Wow, cái cây cần này là này. Cần tạo các bạn, bây giờ nó cũng sắp chết rồi nên mình tận dụng thôi, mình hái luôn nó cũng nè các bạn thấy không. Nó cũng héo rồi không, mấy cái lá này là nó lạnh đó. Cho nên nó bị cháy vậy đó, cho nên mình hái luôn ha. Còn cái gốc không ha, cái gốc này không biết là sang năm em làm nó có lên tốt không này. Mình cắt xác chút xíu luôn. Đây. Xác cho nó không có mình đổ đất lên nó cho nó không có bị lạnh thì nó sang năm sẽ lên thì tốt hơn ha. Này mấy cái hẹ hôm nay nó cũng không có lên nhiều các bạn. Mình cắt xong rồi em nó cắt luôn rồi hả? Nó rất là eo ụt giống vậy nè, thôi em cắt xác luôn. Thì cứ còn là một ít rau răm mà nó cũng lâu lắm mà nó cũng không có lên. Cho nên hôm nay á mình hái cắt ngắn luôn. Cái nhà nó lâu như là còn tại là cái nhà kính đó các bạn. Chứ cũng, ngoài nó đã chết rồi. Ở ngoài thì nó đã chết lâu rồi. Mà nó cũng không có ốm nhôm à. Giống như nó thiếu dinh dưỡng nữa. Nhưng mà thôi kệ đi, mình hái hết luôn á. Rồi đây là rau dốc nó cũng tạm dừng lớn rồi không? Tạm dừng phát triển. Tạm dừng phát triển phải không? Rau cần nước cũng vậy luôn. Dạ. Còn một khóm chỗ này chắc hy vọng mình sẽ cắt một lần nữa ăn được một bữa cơm không? Dạ, để lính mà mình tính mình cắt mình đổ bánh xèo mà chắc không đủ. Đó các bạn thấy đây, mà trời mùa thu ở bên đây thì cây nó lá vàng nó rụng mà rau nó cũng tàn úa luôn. Tàn úa luôn. Rồi con người mình cũng bắt đầu đi trú đông luôn, là trú trong nhà các bạn. Là các bạn ơi, mình cắt xác luôn ha, tại vì bây giờ nó cũng không lớn đâu, mình có để thì nó sẽ bị vàng và nó hư thôi. Nhưng rau trái quả đồ thì chỉ vào mùa thu này thì bắt đầu nó đi xuống các bạn, nhưng sang năm nó sẽ mọc lại. Dạ. Còn mình... con người mình thì sẽ đi xuống để đi xuống luôn. Thì già thì phải xuống chứ. Thì cộng thêm tuổi là không có cái trừ thêm tuổi được. Thì bởi vậy bây giờ nó nói cho mình còn khỏe rồi đúng không? Mình còn ấy được thì mình sống chậm lại đi, mình hưởng thụ chút xíu, mình làm được gì thì mình làm. Mình thương người nào nhiều được chút xíu thì mình thương đúng không? Chứ sống chi cho nhanh quá thì nó không có tìm lại được cái tuổi của mình nữa đâu. Cũng như em mà thương anh nhiều là được rồi. Ôi mệt quá. Nè, còn một ít rau cần nước cắt luôn các bạn ơi. Bây giờ nó cắt hết luôn hả? Hết luôn, tại vì bây giờ nó không có lớn nữa đâu. Nó chỉ có vàng ú thôi. Nó sẽ già, nó mau già nữa các bạn. Dạ.
Các bạn thấy không? Bây giờ gốc của nó rất là, nó không có còn lên nữa. Cái này mình cắt đâu rồi cũng khoảng 3 tuần trước á, mà nó vẫn vậy, nó không có lớn nữa. Thì thôi mình hái hết luôn các bạn. Nếu mà muốn lớn nữa thì phải sưởi ấm cái phòng này cho nó ấm các bạn. Mệt. Nói cái tiền điện mà sưởi ấm nó còn chắc gấp 10 lần cái tiền mà mình mua rau á. Ở đây thì mấy người mà trồng nhà kính á, mà loại commercial các bạn công nghiệp á, người ta có sưởi luôn cái nhà kính đèn á, đèn nó ấm á, nó nóng á, nó làm cái nhà kính ấm luôn. Nó điều chỉnh cái nhiệt độ đúng lên cho nên cây nó phát triển ra quả quanh năm. Dạ, nè các bạn, tốt không? Thôi bây giờ thì xong luôn ha. Xong rồi, mình coi như mình cắt tao xong rồi. Ok, đây là cái căn, cái giường của mình hiện tại là các bạn cũng còn rất là nhiều su không? Bầu cũng còn rất là nhiều nhưng mà bầu thì rất là nhỏ, không biết nó có lớn nữa không? Mình cứ để cho nó sống vào đây, nếu mà nó lớn chút nữa mình đem vô mình luộc ăn cũng được không? Ok. Nói chung bữa nay là mình tính cắt cái dây bầu đặng cho nó héo các bạn, đặng cho mai mốt mà nó héo xong mình dọn cho nó dễ, chứ mình thấy nó nhiều trái quá. Ông xã mình tiếc cho nên không có cắt các bạn. Còn su thì mình đã thu hoạch rồi ha, còn đây còn lại một mớ, chắc tuần sau mình sẽ thu hoạch những trái giống và những thêm một lần nữa nha các bạn. Chắc cũng còn thu hoạch một vài lần nữa đó các bạn ơi. Dạ. Ok, bữa nay mình thu hoạch cái gì đây? Bữa nay vợ chồng mình thu hoạch được nhiêu đây nè các bạn. Đó. Mình hái hết xà lách bữa nay luôn ha. Còn lại một cây cải trắng nè. Wow. Cây cải trắng này á, hồi đợt trước mình thu hoạch mà mình để lại đó các bạn. Wow. Tại nhiều quá mình ăn không hết nhưng mà rất là tốt luôn nè. Ok, mình quay vòng vòng cho các bạn xem đi, cho nó bự cái nào đây. Nè. Đó, nó bự mà nó tốt dễ sợ luôn á, ham không? Đó. Phải bảo mình không hái tới nay mình thu hoạch thôi, chắc mình đem bán luôn. Giờ mình hái chắc cũng được hai bộ, được 10 trái su các bạn. Giờ một ít cà chua này thì mình, cái này thì mình hái hồi tuần rồi, nhưng hôm nay nó chín cho nên mình đem phe cho các bạn. Và một ít rau thơm ha, rau thơm thì đây là đợt cuối cùng rồi đó các bạn, mình hái hết rồi. Này cần nước, cần tàu, dấp không? Dấp cá với lại rau răm các bạn. Và ở dưới thì nó có một ít rau cải rổ ha. Cải rổ đó. Này, đây mình cho coi đi. Đó, này cải rổ cũng rất là tốt luôn. Còn ở dưới đây là xà lách không? Xà lách thì có hai loại xà lách. Xà lách này để dành ăn giống như là loại mềm đó các bạn, để mình ăn bánh xèo hay gì ha. Còn cái này là loại xà lách loại cứng để mà trộn xà lách á. Loại giòn đó các bạn ha. Xà lách giòn ha. Còn bên đây là một lỗ rổ su su có lông. Su su xanh có lông nè. Tốt ghê không? Dạ, hôm nay vợ chồng mình thu hoạch từ nhiêu đây nè các bạn. Ngon quá không? Mùa hết mùa thu rồi mà vẫn còn rau rất là tốt nè các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại nha. Dạ, su cũng đã cuối mùa rồi. Ok, bye các bạn. Dạ, bye các bạn. Hẹn các bạn những cái video clip tới ha. Bye bye.